Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa với rất nhiều màu sắc của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái bông hoa trang trí với rất nhiều những cái phần là màu sắc khác nhau. Ở đây thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một số các cái phần dụng cụ như sau cho mình này. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái kéo này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng súng bắn keo này và cái phần giấy màu nhá, mà chúng ta sẽ cần chuẩn bị thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cách các bạn là sắp xếp cánh hoa và các cái phần giấy màu mà các bạn có, đúng không? Nên thì mình sẽ có một cái màu xanh lá cây này, màu tím này, màu xanh lá cây nhạt hơn này, màu trắng này, màu đỏ này, màu vàng này, màu đen này, màu xanh dương và màu hồng. Đây là tất cả những cái màu mà mình có được thì mình sẽ sử dụng hết tất cả những cái màu này để chúng ta sẽ làm những cái phần cánh hoa, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cắt trước hai cái bông hoa nhỏ màu trắng. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái phần cánh hoa ở bên dưới xong. Bây giờ các bạn cắt cho mình hai hình bông hoa màu trắng như thế này. Cái bông hoa này thì các bạn có thể cắt thành bông hoa 5 cánh hoặc là bông hoa 6 cánh hoặc bông hoa 8 cánh như thế nào thì tùy các bạn nhé. Mình sẽ mở hai cái bông hoa màu trắng có 5 cánh đi ra đây, hai bông hoa của mình đây. Sau thì mình sẽ sử dụng kéo này, mình uốn hơi cong ra nha. Các bạn sẽ dán hai bông hoa lại với nhau. Bông hoa ở giữa mình sẽ có cái màu trắng như này nhé. Để tạo thêm cái phần nổi bật cho cái bông hoa này, bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cái hạt ngọc màu đỏ đi, thì mình sẽ dán vào giữa cái bông hoa để mình sẽ tạo cái phần hiệu ứng và cái phần nhụy nhé. Các bạn sẽ dán vào đây này. Bây giờ thì mình sẽ cắt những cái phần cánh hoa để mình dán xuống bên dưới cái phần bông hoa màu vàng và bông hoa màu trắng nha. Thì các bạn sẽ cắt thật nhiều cái cánh hoa cho mình, ví dụ mình sẽ cắt mỗi màu là hai cánh hoa chẳng hạn. Cắt thêm cái phần răng cưa ở đây nữa. Và những cánh hoa này thì nó không nhất thiết là nó sẽ phải có cái phần kích thước nó
bằng nhau đâu. Mình sẽ cắt cả cái phần cánh hoa đây nữa. Tiếp theo sẽ là màu vàng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dán những cái phần cánh hoa này xuống bên dưới cái phần hoa màu trắng này. Các bạn sẽ dán so le cái phần cánh và những cái phần màu sắc này ra nhé. Cái phần màu sắc thì các bạn sắp xếp như nào thì tùy ý các bạn nhé, miễn sao là khi mình nhìn vào cái phần cánh hoa này thì nhìn nó không bị rối là được. Tiếp theo là màu xanh là cây nhạt này. Mình sẽ tiếp tục cho màu đen này. Các bạn cứ dán từng lớp xếp chồng lên nhau. Được, và cái phần xanh cuối cùng sẽ là sang góc này. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong một bông hoa với rất nhiều màu sắc như thế này rồi. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chú sư tử màu vàng xanh của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một chú sư tử màu vàng. Và cái chú sư tử này thì có cái phần bờm là màu xanh lá cây các bạn. Đây, bình thường thì chú sư tử nó sẽ có cái phần màu, nó sẽ là màu cam đúng không? Thêm về màu cam và màu vàng. Nên mình sẽ biến đấu nó đi, mình sẽ thay đổi nó bằng màu xanh lá cây. Tiếp theo thì nó sẽ có thêm cái phần mắt, miệng màu trắng và đen nữa. Sau đó thì các bạn chuẩn bị một số các cái phần dụng cụ để làm được cái chú sư tử này nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái kéo này. Tiếp
theo là một cái bút mực này. Mình có sử dụng thêm một cái compa đúng không? Compa để mình sẽ quay hình tròn để làm cái phần đầu của cái chú sư tử này. Chúng ta có bút chì này và cuối cùng thì sẽ là súng bắn keo. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phần đầu đánh vào nhạc trước thì các bạn sẽ vẽ cái phần đầu cũng như là cái phần thân của cái chú sư tử này. Thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái hình tròn ở trên cái tờ giấy vàng nhé. Hình tròn này sẽ là cái đầu của chú sư tử này. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm hai cái tai thì hai cái tai của nó sẽ có hai cái đường cong. Rồi sau thì mình sẽ cắt cái phần hình tròn này ngắn. Làm sao thì mình sẽ cắt cái phần thân của cái chú sư tử này. Mình sẽ vẽ cho cái chú sư tử này cái phần thân. Cái phần thân của nó thì các bạn sẽ vẽ cái đường cong thôi. Sau thì mình sẽ cắt nó ra nhé. Thì mình sẽ chưa dán vào bộ nhau vì là mình sẽ còn phải dán cái phần bờm của cái chú sư tử này nữa. Mình sẽ cắt cái bờm của nó này xanh lá cây. Thì mình sẽ cắt thành 6 cái hình giống như 6 hình chiếc lá các bạn.
Mình sẽ cắt 6 cái phần này thành 6 phần bằng nhau. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa với rất nhiều màu sắc của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Mình sẽ cắt từng đòn này. Thì mình sẽ cắt một cái lá cây. Là mình sẽ cắt nhà kính. Và cuối cùng thì mình đem còn xanh dương đúng không? Mình sẽ cắt nốt cái phần cánh hoa màu xanh dương nhé.